Ok, xin chào các bạn đã đến với kênh Tripper. Và hôm nay mình đã có một cửa hàng cho em Vinh Bồ Đát rồi nè các bạn. Đây, đây là cửa hàng bán bánh kem nha các bạn. Đây, mình có một em một cái bánh kem móc khóa, móc khóa hình bánh kem. Thì cái này là ba mình lượm được nha, cho nên mình sẽ làm đồ ăn cho cửa tiệm bánh kem cho em này. Thì cái này là hộp bút của mình nha. Chờ một tí. Các bạn ơi, đây mình ở trong đây là bút mật của mình và mấy cái bút trời rồi, mấy cái bút màu. Đây là của tiệm của Jim Bồ Đát. Thì buổi tối Jim Bồ Đát đóng cửa thì mình sẽ bỏ cái bánh kem này nè các bạn. Mình bỏ cái bánh kem giờ rồi đây là mình đóng nắp lại nó. Của tiệm rất là đẹp luôn. Jim mới quay máy. Hãng này là mình là có cái hãng mình các bạn mua này ở ngoài đường thì cái nó là không phải hãng chính hãng nha các bạn. Thì bạn các bạn mua ở trong My Kingdom nó là sẽ hàng chính hãng, cho nên mình mua em này trong My Kingdom. Đấy, thì là cái tóc em hết rồi. Em này giống trong My Kingdom không có bạn. Trong My Kingdom chỉ có em này thôi nha. Mình còn hai mẫu. Mình còn nhiều em lắm, mình sẽ cho các bạn xem. Mình còn cái đóng em không các bạn. Muốn sưu tập bonsai lắm á. Đây, hãng My Kingdom này các bạn. Mình còn công chúa Candace các bạn. Được chưa? Công chúa Candace. Trong đây nữa. Em này là mình không phải mua trong My Kingdom, mình mua ở ngoài đường. Còn phân kê đấy các bạn. Mình còn em này nữa. Em này cũng là hàng phân kia luôn, đi chung với bộ em này. Mình còn em này. Cuối cùng em này cũng giống như em này nè các bạn. Đây xin cho các bạn xem. Em này với em này hai cái chi mát y chang nhau luôn nè các bạn thấy chưa. Nó có skin luôn. Thì em này tại vì mình chơi lâu quá nó bị mất luôn rồi. Mình đã cắt cánh, cắt tóc và cắt đuôi em ấy. Giờ em ấy có trở thành như thế này, mình đặt tên là Upgrade. Đây, bạn ấy học sinh. Mình nhất thích em này trong nhóm tại vì em ấy có tóc. Cái em còn lại không có tóc. Mình chào mọi người, mình là Jim Bồ Đát đây. Cái bánh kem này các bạn thấy đẹp không? Mình thấy nó đẹp đấy. Bữa nào mình sẽ dán khóa vào. Khóa vào cái móc khóa này. Bữa nào mình sẽ dán nó vào cho nó đẹp thật thôi các bạn. Và mình dán cái này vô nữa, mình còn dán thêm cái hình hình em bị tét nữa. Chờ một tiếng nha. Ba. Chờ anh đi chơi đừng con đâu. Đây. Chờ anh đi chơi đừng con đâu. Chị. Thôi. Không. Gắn vô luôn đi. Không có mở cái này được đâu.
em mà vô chỗ này luôn. Cái bạn ơi, ba mình không tháo được cái móc khóa này ra, để mình móc cái khóa này vô rồi chén các bạn. Chỉ qua mình còn thích em này nữa nè các bạn, em này rất là đẹp luôn, rất là xinh đó. Nhà mình có ít đồ chơi, nó không có nhiều đồ chơi bằng các bạn đâu, nhà mình ít lắm. Các bạn thấy bánh kem này đẹp không? Thì bữa nào mình sẽ nghĩ bán cái album này mình nha. Thì bây giờ mình bán luôn thì em này cái em này đi. Cái em này nè các bạn. Cái em dân vật bán này là đã dựng rồi thì nó rất là rẻ. Nó vàng giá dễ thôi các bạn. Mình sẽ bán cho em cho các bạn. Và cái bánh kem sinh nhật này em sẽ bán giá cho các bạn. Thì cái bánh kem này, hai cái bánh kem này thì mình bán có giá rất là rẻ luôn. Chỉ có 5.000 thôi nha các bạn, 5.000 cái bánh kem này nè. Cái bánh kem này thì có 5.000 một cái thôi. 5.000 một cái thôi luôn. Giờ rất là rẻ luôn. Giờ rất là xinh luôn các bạn. 5.000 một cái thôi nha. Giảm cho bạn chưa vô thôi, mình không bán đâu. Để mình rất thích em này luôn. Em này sẽ đẹp. Em này có thể làm thị trường để nó có móc khóa rồi. Nó khóc co cho móc khóa nè. Thân rần rồi. Nó co cái móc khóa nè vậy. Nó có mình thấy. Mẹ hãy thấy đây nó sẽ có móc khóa nha bạn. Thế là mình đấy. Thì nếu các bạn muốn mình livestream ở trên Lulula 7 giờ tối á, thì mình không qua nha các bạn. Tại vì mình không biết livestream ở trên Lulula, nói cho nên mình không quay, mình chỉ đăng lên YouTube bình thường thôi, không có quay nha các bạn, không có quay trên Lulula. Thôi là bật quay cái khác. Đó. Nó muốn livestream. Từ từ giờ mình không có livestream nữa bạn. Không có livestream gì hết á. Lấy vậy thôi chứ cái này là mình thích nhất luôn. Bạn hỏi là như các bạn muốn xem nhạc BTS tiếp á, thì để bữa nào mình tải TikTok kìa, mình lấy cái nhạc BTS nó mình đăng lên cho bạn nghe nha. Mình nói mà làm xong cái video này mình đăng lên liền các bạn, đăng lên liền. Mình thấy đẹp chưa, đẹp chưa các bạn thấy đẹp chưa, cực kỳ đẹp luôn. Nó bữa nào mà sẽ làm cái em này thì bữa nào mà sẽ làm những các gì ta, cái bông hoa bánh kem này nó rất là đẹp luôn. Cái này các bạn chơi sẽ trong sẽ chuyện của các bạn rất là đẹp luôn nha, rất là đẹp luôn, rất là ngầu luôn. Đó. Thế này đeo vô thì mình đeo vô cổ nó rất là đẹp luôn, đẹp các bạn nên nghĩ luôn, đẹp luôn.
lớp 1 luôn. À, em này có tầng lớp 1 luôn nha. Nó rất là đẹp luôn. Cái ai thích cái bánh kem sinh nhật này thì mình không có bán đâu nha các bạn. Mình không bán em này, thì mình thích em này lắm cho nên mình không bán. Em này rất là thích. Hồi bữa nào mình sẽ cho em này vào bộ thích ạ. Mình đã nghĩ đặt tên em này ra vào, mình sẽ cho bảo vào bộ sưu tập của mình. Em này cứ thú thì đã bộ sưu tập của mình. Thế là bộ sưu tập của mình có tên là bộ sưu tập BTS bánh kem. Không, mình có em này thôi, mình không có em các em khác. À, đúng em này thôi, không có em khác đâu các bạn. Không để em này đi. Còn mấy ngày nữa mình mới đi học nha các bạn. Mấy ngày nữa mình mới đi học. Còn 4 ngày nữa mình sẽ đi học. Như các bạn ơi, thì vô trường mình không đi mang cơm đất thôi. Sô cô la cô Thu. Các bạn từng ai đem bao giờ đem đồ chơi vô bị cô Thu một phát là thôi đi luôn á. Có các bạn nào từng trải qua có một món đồ chơi nó các bạn thích nhưng mà bị cô Thu, thì các bạn không nghe lời cô Thu, thì các bạn sẽ như thế nào, các bạn comment suy nghĩ của các bạn xuống nha. Cái này là một câu đố dành riêng cho các bạn. Còn mình sẽ hóc chiếc xa hôm để mình rất thích đồ chơi luôn các bạn. Có lần cô hiểu nhầm mình á các bạn, cô trong chiều mình hiểu nhầm, thì cái mấy cái túi xách đồ nhỏ xinh xinh giống như này nè, nhưng mà nó là bằng cục gom nha các bạn. Cục gom là mấy cái da cái nhỏ xinh đẹp vậy á. Thì cô hiểu nhầm, cô tưởng nó là cái bịch đồ chơi em đem đồ chơi vô đúng không? Nó cô hiểu lầm nha các bạn. Chú cái nó là cục gơm nha các bạn. Gơm có hình mấy cái bóp dễ thương, không phải đồ chơi nha các bạn. Không phải mấy cái đồ chơi. Ví dụ mấy em bunny này nè, giờ mấy cái lục vật vậy thôi. Đó. Các bạn thấy bánh kem thật đẹp. Thôi, và video này kết thúc rồi. Xin chào các bạn nha. Nếu các bạn thích video này nhé, ấn subscribe và share lần nữa nha. Các bạn 5 giây để ấn subscribe, 5, 4, 3, 2, 1. Hãy chia các bạn lại trên subscribe kèm và ấn subscribe và share cho mình nha. Mình đọc cái số này. Hello các bạn. Cái video này chẳng phải là con bèo luôn các bạn. Chán phèo thiệt luôn á. Chán phèo chưa từng ai thấy cái video này chán nhất nhà luôn. Chán nhất cái video, chán nhất. Mình muốn để cho kênh mình là 100 triệu subscribe. Với 100 triệu subscribe mình sẽ tặng, mình sẽ làm mini game dành tặng cho các bạn nha. Mình sẽ làm mini game cho bạn xem. Ok, bye bye. Như các bạn nào trả lời câu hỏi hồi nãy mình nói thì các bạn sẽ được thả tim. Bye bye các bạn. Bye bye em sói nha. Bye bye em sói.